Chào mừng các quý vị khán giả. Trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các quốc gia có điện tích nhỏ nhất thế giới nhé. Thành Vatican là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ là một vùng nằm trong lòng thành phố Roma, Ý. Thành Vatican có diện tích khoảng 44 hecta và dân số khoảng 1.000 người. Vatican được quốc tế công nhận là thành phố quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới về diện tích và dân số. Quốc gia này được thành lập năm 1929, trong thành phố còn có các công trình quy mô lớn như Vương cung thánh đường Thánh Peter, nhà nguyện Sistina và Bảo tàng Vatican. 2. Monaco, đất nước diện tích nhỏ thứ hai thế giới, là một đất nước ở khu vực Tây Âu. Monaco có ba mặt tiếp giáp với nước Pháp và mặt còn lại giáp với Địa Trung Hải và cách trung tâm nước Ý khoảng 16 km. Diện tích của Monaco hiện nay là 2 0,5 km. Monaco là nước có GDP trên danh nghĩa cao nhất thế giới bình quân đầu người nhiều năm và là quốc gia có mật độ dân cư cao nhất trên thế giới. Monaco cũng là nước dân số có tuổi thọ cao nhất thế giới và là nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. 3. Nauru là một đảo quốc thuộc Nam Thái Bình Dương. Nauru có diện tích khoảng diện tích 21 km vuông với hơn 9.000 dân. Đây là quốc gia nhỏ nhất tại khu vực Nam Thái Bình Dương, diện tích nhỏ thứ ba trên thế giới, chỉ lớn hơn thành Vatican và công quốc Monaco. Quốc gia này không có thủ đô và thành phố nào và là đảo quốc nhỏ nhất trên thế giới. Nauru là một trong ba đảo đá phốt phát lớn tại Thái Bình Dương và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và mực nước biển. 4. Tuvalu, còn được biết với tên quần đảo Elip, là một đảo quốc nằm ở vùng phía Nam Thái Bình Dương, giữa Hawaii và Úc. Đất nước Tuvalu chỉ có diện tích khoảng 26 km bao gồm các đảo đá ngầm và san hô và vùng rừng rậm. Quốc gia này đứng hàng thứ tư trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ nhỏ nhất trên thế giới, Tuvalu chỉ rộng hơn Vatican, công quốc Monaco và Nauru. 5. San Marino là một trong những nước nhỏ nhất trên thế giới tại châu Âu, nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước Ý. San Marino có diện tích 61 km vuông, thuộc ở khu vực Nam Âu. Phía Bắc, Tây và Đông giáp tỉnh Rimini, phía Nam giáp tỉnh Pesaro và Ubino. San Marino nằm gần biển Adriatic phía đông nước Ý, hầu hết lãnh thổ quốc gia trải dài trên sườn núi Titano. San Marino có khí hậu địa trung hải với mùa đông ẩm và mát, mùa hè nóng và khô. 6. Liechtenstein, là quốc gia nói tiếng Đức nhỏ nhất thế giới có diện tích 160 km, nằm ở Trung Âu, giữa Thụy Sĩ và Áo. Lãnh thổ gồm một phần đất ở trung tâm dãy An và vùng đất bồi, phía bờ phải sông Rin và có dân số hơn 35.000 người. Liechtenstein nằm ở thượng lưu sông Rin thuộc thung lũng dãy An miền trung của châu Âu. Liechtenstein có tổng sản phẩm quốc nội GDP trên đầu người cao nhất thế giới và có nợ nước ngoài thấp nhất thế giới. Liechtenstein cũng có tỷ lệ thất nghiệp thấp thứ nhì thế giới 1,5%. 7. Quần đảo Ma Sang là một đảo quốc nằm gần xích đạo ở Thái Bình Dương. Đây là quốc gia thuộc nhóm đảo Micronesia ở châu Đại Dương. Quần đảo Sang Hô này ở phía bắc Thái Bình Dương, gần phía bắc xích đạo, Ma Sang cách quần đảo Hawaii khoảng 3.500 km về phía tây nam. Lãnh thổ của đảo quốc này gồm 34 đảo, được phân bố thành hai dãy song song cách nhau khoảng 200 km. Dân số quần đảo Ma Sang là hơn 50.000 người. 8. Senkip và Nevis là một đảo quốc nhỏ nằm trong quần đảo Lê nằm trong vùng biển Caribe. Quốc gia liên bang gồm hai đảo St. Kip, 176 km vuông và đảo Nevis, 93 km vuông, thuộc quần đảo Tiểu Antilles khu vực Trung Mỹ với diện tích 269 km vuông. Đảo SCT kiếp có dạng gần giống hình trái xoan, trừ một bán đảo hẹp và dài ở phía đông nam, đảo Nevis là một ngọn núi, được bao bọc bởi các vỉa san hô. Tách rời hai đảo là một eo. 9. Mandiver, tên chính thức là Cộng hòa Mandiver, là một đảo quốc ở Nam Á gồm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Mandiver nằm ở phía nam quần đảo Lakshadweep thuộc Ấn Độ và cách khoảng 700 km phía tây nam Sri Lanka. Đảo quốc này gồm cụm 26 đảo sang hô tạo thành bởi một nhóm gồm 1.192 đảo nhỏ, khoảng 200 đảo trong số này có dân địa phương sinh sống. Maldives là quốc gia nhỏ nhất châu Á về dân số. 10. Manta là một đảo quốc ở Nam Âu, quốc gia này chỉ có diện tích 316 km vuông với dân số khoảng 450.000 người, khiến nó trở thành một trong những quốc gia nhỏ nhất và là quốc gia có mật độ dân cư dày nhất. Manta là một quần đảo nằm giữa địa Trung Hải. Chỉ có ba đảo lớn, Manta, Manta, Gojo, Govet và Comino, Kemuna là có người ở thủ đô của Manta, Valletta, với diện tích 0.8 km vuông, là thủ đô nhỏ nhất trong Liên minh châu Âu.